truyện tranh Tràng Quỳnh, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 96, Quỳnh xử án, ông Lý bóc, quan huyện đố chữ, tội xạo, đám ma ông tẻn, cặp kỳ lân. Thôi, con về đây, con bận thực vụ lắm, không làm quan được đâu. Thực vụ là cái gì? Quan đi công tác gọi là công vụ, còn lo việc ăn thì gọi là thực vụ. Lo ăn thì nói đại đi, bài đặt văn chương khó hiểu. Ráng một ngày nữa thôi, ngày mốt quan án về rồi. Thùng thùng. Đó, có kêu oan đó, mày chưa về được đâu, mày về tao chết liền. Quan ơi, có án mạng kìa. Mấy người này kỳ cục quá, có quan ở nhà sao không gây án mạng, mà lại đợi khi quan đi vắng mới gây chuyện. Thế mới có việc cho mày làm chứ, mày xử đi. Hua, ní, có chuyện gì hãy nói cho ta nghe, không được khóc. Chà chết mà không cho khóc à, hua, hua, khóc lại tao không. Hoàng khóc to quá thua. Nói đi, tại sao khóc? Hoàng luồn tiệt. Con theo cha đi buôn, gần tới đây một tên ăn cướp giết chết cha con rồi lấy hết tiền bạc. Lúc đó con đang ngồi ngâm thơ trong bụi cây nên hắn không thấy. Người có thấy mặt hắn không? Có, hắn bị chột một mắt. Hai chú đi theo nó, thấy ai bị chột thì gọi lại cho nó xem mặt. Đằng kia có một người bị chột kìa. Không phải ông này. Tao chứ có phải cô dâu đâu mà xem mắt hả? Ông kia giống quá. Đúng rồi, ông chột này nè. Đi, về gặp quan mau. Sao lại bắt tôi? Ông bị bắt vì tội chột. Ông cướp của giết người phải không? Thằng bé này là nhân chứng. Nó nói thủ phạm là một người bị chột. Bộ thế gian này có một mình tôi chột à? Nếu tôi cướp của giết người, tôi đâu có dạy gì mà quanh quẩn ở đây. Tôi đã chuồn mất rồi. Bằng ơi, chính là ổng đó, con không nhìn lầm đâu. Bằng chứng đâu? Gã này cao cơ, gây án không để lại tàn chứng, không thèm bỏ trống. Tạm thời giam ông ta lại chờ điều tra. Nhỏ, ta hỏi lại, người có chắc chắn đó là kẻ giết cha người không? Chắc như bắp rang. Còn mắt chột có cái nốt ruồi ở khóe mắt, không nhầm vào đâu được. Nhận dạng là hắn, nhưng không có bằng chứng, làm sao buộc tội? Buộc đại cho xong chuyện đi, nhức đầu quá. Đúng là hoàn án luôn. Các chú ra đường, thấy ai chột thì bắt hết về đây. Bộ mày tính sưu tập người chột hả? Chú mà còn lẻo nhẽo nữa con về đấy. Người ta đang nặng óc suy nghĩ mà cứ thọt gãy bánh xe. Tao thề từ đây tới già không nói với mày một tiếng. Mày chưa thấy lù giận đâu. Bắt được cả thảy 6 người chột. Kiếm chỗ cho họ ngủ, đợi tối sẽ xử. Tối nay người hãy làm như thế này. Đưa tất cả người chột ra sân. Hỡi linh hồn người bị hại, hãy mau về đây chỉ cho ta kẻ chột nào là thủ phạm. Cha ơi, xin cha hãy hiện hồn về, chỉ cho quan ông chột nào đã hại cha. Hu hu. Cha tôi về kìa. Đâu? Cha. Bắt ông chột có cái nút rồi. Không được chối nữa nha. Bao nhiêu người không ai hoảng hốt, chỉ có ông là giật mình. Có tật mới giật mình. Mang dụng cụ tra khảo lên đây. Thôi khỏi, tôi nhận tội. Đừng dùng cực hình, đau lắm. Hi hi, con nhìn đâu có sai. Chỉ bằng một mẹo nhỏ mà thằng Quýnh tìm ra thủ phạm vụ án, hay thật. Con tìm ra thủ phạm rồi chú Lưu ơi. Không nói chuyện với mày nữa. Tao đã thề rồi, Lưu giận là ghê lắm đó. Chúng mày làm gì thế? Làm vệ sinh đường xá chứ làm gì? Tự nhiên chúng mày có ý thức vệ sinh chung ghê nhỉ? Có tốt lành gì đâu,
chúng nó sợ bị ông lý trưởng đánh đó. Tao không hiểu. Làng có ông lý trưởng mới rất dữ, hở tí là đánh người. Gặp ai ổng không ưa, ổng vớ ngay cây nào gần nhất để làm roi mà quất. Bởi thế nên chúng nó đi thu lượm tất cả những gì trên đường có thể làm roi, để ông lý trưởng không có roi mà đánh người. À, ra thế. Tao sẽ cho ông lý trưởng một bài học, chúng mày theo tao. Mày bảo bọn tao hút phần bò phần heo để làm gì vậy? Để ông lý trưởng bỏ thói đánh người, cứ làm theo lời tao đi. Gió chiều này, chúng mày đổ phần xuống đây đi. Xong rồi, chạy. Mùi gì hôi thế, chúng mày ra ngoài xem sao. Ông Lý ơi, đứa nào đổ phần bò phần heo ở ngoài kia, thối lắm. Dám cả gan đổ phần gần nhà ta, láo thật. Đây là nhà ông Lý, cấm đổ phần. Hừ, đổ đứa nào dám đổ nữa. Cứ đổ đi chúng mày. Chà chả, chúng nó lì lợm quá mức, thối không chịu nói. Tao sẽ phục kích cho chúng mày một trận. Mang mấy cây tre tới đây. Nhúng hết mấy cây tre vào hầm phân heo cho tao. Rồi để chúng nằm gần tấm bảng cấm đi. Ông Lý tới. Chúng mày chạy hết đi, để tao. Bắt quả tang mày rồi. Mày chết với tao. À, lấy cây khác. Cây nào cũng đầy phân heo. Bà con ơi, tới xem ông Lý bốc phân. Quê quá, chạy thôi. Ha ha, ông Lý bốc phân. Tại ông hay đánh người nên chúng nó chọc ông đấy. Ý có quyền đánh người ta không hay ho gì đâu. Chuyện gì mà đông người vậy chúng mày? Chắc là hoàng huyện lên xe bông. Ui ui, đau quá. Đừng có rên, nhức đầu quá nè. Mấy anh bị ai đánh vậy? Hoàng huyện bắt tụi tao lại để kiểm tra chữ nghĩa. Ổng ra câu đối gì mà không ai hiểu nổi. Bởi thế này đứa nào cũng bị đòn. Công nhận hoàng hay chữ thật. Học trò làng mình bí hết ráo. Câu đối là gì vậy? Có đọc ra chữ nào đâu mà biết. Hoàng viết thế này làm sao chúng con đọc được ạ? Học dốt mới đọc không được. Chữ này là chữ của người giỏi chữ đấy, nhóc. Khéo nịnh thảo nào cái mồm nhọn hoắt. Gừ, mày dám chửi tao hả? Đề nịnh, đề nịnh. Tao rượt chúng mày tới già luôn. Ẩm. Ổng lột bẫy rồi, bắt ổng. Chúng mày dám trói tao như lợn vậy hả? Ái ái, mấy cái đó nhọn lắm. Không khai tụi cháu sẽ thả ông đệ xuống đó. Suốt đời ông đệ sẽ không ngồi được, chỉ có đứng và nằm thôi. Lúc đó ông sẽ hết nịnh được. Nịnh quan thì phải khồm xuống. Ông thì chỉ đứng với nằm, khồm không được, làm sao mà nịnh. Chúng mày bảo tao khai cái gì? Câu đối của quan huyện là thế nào? Tao đâu có biết. Ông là thầy đề, là cánh tay phải của quan, sao lại không hiểu? Thả ông xuống. Quan, để tao nói. Thật ra câu đối đó không có nghĩa gì hết. Quan vẽ ngoằn ngoèo cho vui vậy thôi, chứ có là chữ gì đâu. Sao lạ vậy? Quan có học đâu mà biết viết. Quan ra oai đấy mà. Ha ha. Tạm thời treo ổng ở đây. Cởi áo quần ổng ra cho tao mượn. Mày định diễn tuồng gì nữa đây? Lật tẩy quan huyện. Tìm ai? Tìm quan huyện. Quan huyện đi vắng. Biết ổng đi vắng mới tìm. Vậy chú cho tôi gặp bà quan huyện. Tôi là bạn học cũ của quan. Đến đòi nợ quan. Quan mà nợ ông? Lúc còn đi học, quan có mượn tôi tiền để mua guốc. Lúc đó quan nghèo lắm, đi chân đất không hà.
không cho tôi vào, tôi la lên cho hàng xóm biết. Mắc mặt Quang à. Bà ơi, có bạn học cũ của Quang đến đòi nợ. Đứa nào to gan thế? Quang mượn tiền ông hồi nào? Hồi nhỏ lúc Quang học chung với tôi. Sao lúc nhỏ Quang có đi học đâu mà ông nhận là bạn học? Có mà, Quang học chung với tôi mà. Sao sao, Quang không có đi học, Quang mua chức Quang, chứ Quang không có đi học. Quang bà cãi nhau tới xem. Quang có đi học, trả tiền. Quang không đi học, không trả. Ha ha, Quang huyện nhà mình mua chức chứ Quang không đi học. Không ai đánh mà mình khai, chết thật. Phản đối, Quang không đi học mà đối chửi chúng tôi, phản đối. Sao chúng biết tôi không đi học? Tôi nói. Quang phủ tới. Quang phủ tới, sao ông không ra nghe tiếp mà lo dọn áo quần? Quang phủ tới cách chức tôi đó, lo dọn áo quần đi cho rồi. Cho chừa đã dốt đi mua quang mà còn làm dốc. Mật rắn hổ mang đầy, mật nguyên chất cực kỳ bổ. Tô mật này của mấy con rắn? Một con. Một con rắn sao lại nhiều mật thế? Ấy, rắn hổ mang khổng lồ đấy, cực kỳ quý đấy. Ông không tin à, để tôi kể chuyện tôi bắt con rắn này cho ông nghe. Khoan, đợi tôi ráy tay cái đã. Hôm qua tôi đi bắt rắn, thấy một cái hàng rắn to tướng, tôi đào ngay. Phải đào từ sáng hôm nay tới sáng mai mới thấy con rắn. Hàng của nó chắc dài mấy dặm. Chứ sao, hàng không dài làm sao nó ở. Con rắn này dài cả dặm mà. Để tôi kể tiếp. Vừa thấy tôi, con rắn lao tới. Sẵn cái mai trong tay, tôi ném vào đầu nó. Không ngờ nó há miệng, nuốt gọn cái mai. Thế nhưng nó vẫn lao tới tấn công tôi. Tôi phóng cái cuốc vào nó. Nó nuốt luôn cái cuốc. Bây giờ nó mới chịu nằm yên. Đố ông vì sao nó nằm yên? Tại vì thần nó ngày chữ vì cái mài và cái cuốc. Thế mà không hiểu. Tôi móc con rắn vào con bò để kéo. Con bò kéo không nổi. Cha đẻ con. Thằng con 5 tuổi của tôi kéo con rắn về. Con bò kéo không nổi, sao con của ông lại kéo nổi? Bởi vì con tôi đã ăn một cái mật của con rắn hổ mang khổng lồ đực, chồng của con này. Ăn mật của con rắn này vào sẽ mạnh như thiên lôi. Mật rắn không bằng mật hổ đâu, bà con hãy mua mật hổ. Mật hổ nhiều cá lu vậy à? Hổ khổng lồ, con hổ này to hơn con voi. Hôm qua con đi bắt hổ, con thấy những vết chân hổ to hơn cái nìa. Thấy con hổ hoảng hồn bỏ chạy. Con không tha, con đuổi theo nó từ sáng đến tối. Con hổ mệt quá, chạy không nổi nữa. Xin ngài tha mạng. Không tha, mày tắc oai tắc quái, làm hại biết bao người, tao không thể tha mày. Trời ơi. Bốp, bốp. Chà, mày khỏe thế à, chịu hai đấm của tao mà vẫn chạy được. Tao không tha mày. À, nó kia rồi. Thấy con đuổi kịp, con cọp sợ quá lăn ra chết. Đếm trong miệng con cọp, con thấy nó bị gãy hết cả răng. Con lấy hai cái nanh của nó đây, ai mua thì bán. Sao? Răng cọp gì mà dài như lưỡi cuốc vậy? Không có cọp to như thế. Thế chứ con rắn gì mà dài cả dặm, mặt rắn gì mà đầy cả tô hứ? Không có con cọp to như thế thì cũng không có con rắn lớn như vậy. Thì quảng cáo phải xạo một chút chứ. Thì con cũng quảng cáo xạo như ông, cớ sao ông bắt bẻ con? Quảng cáo có xạo thì cũng vừa thôi. Ai bảo ông xạo tới trời khiến con xạo theo. Vậy đây không phải là mặt rắn,
nước đường pha muối đấy chứ mật gì. Cho lỡ một trận, dám lừa bịp khách hàng. Tao đi kiện quan, chúng mày đánh tao vô cớ. Người gây sự là mày, tao kiện mày chủ mưu. Chuyện gì? Còn quảng cáo để bán mật rắn mà chúng nó bảo con xạo nên đánh con. Mày quảng cáo thế nào mà chúng bảo mày xạo? Con nói con gặp một con rắn dài cả dặm. Con rắn ấy đâu? Con giết lấy mật rồi. Bán cho ta con rắn đó, chết cũng được, ta mua 20 đồng đấy. Dạ con chôn nó rồi. Đào nó lên bán cho ta. Tai hại chưa, tật nói xạo hại mình rồi. Lính, theo ông ta về đào con rắn lên, mang về cho ta ngâm rượu. Đi đi. Chỗ nào? Đi đâu mà lòng vòng mãi vậy, mỏi chân quá rồi. Chỗ này nè. Rắn đâu? Chắc nó sống lại chạy mất rồi. Cốt, chừa cái tội xạo nhé, dám xạo cả với quan. Thì có lỗi mà không nhận, lại còn đi kiện, đừng có tưởng dễ lừa người khác đâu. Hình như có cái trộm trên nhà ông Lý. Cô Đồng, cô làm gì ở đây? Cô tính ăn trộm à? Đâu có mày, tao dạo má. Bà không nói thật, còn la lên cho nhà ông Lý biết đấy. Thì nghề nghiệp mà, ông Lý mời tao sáng mai lại lên đồng cho ổng gặp vợ ổng. Chi vậy? Ổng muốn gặp vợ cũ dưới âm phủ để xin phép được cưới vợ mới. Sợ vợ gì mà vợ chết rồi cũng còn sợ. Sao lại không sợ mày? Chết rồi còn quậy ghê hơn lúc sống nữa kìa. Bởi thế tao trình nhà ổng để lấy thêm thông tin, mai ngồi đồng nói mới trúng được. Tha cho tao đi, tao kiếm cơm mà. Bả lại tao chỉ bịp bọn nhà giàu thôi, chứ tao đâu có bịp người nghèo. Vậy cũng được, bà mà bịp người nghèo, con sẽ phanh phui vụ này ra, bà hết làm ăn. Ừ vậy đi, tao thề. Thì ra muốn làm nghề thầy bói, thầy pháp, đồng bóng thì phải học làm gián điệp. Ừ, tôi đồng ý cho ông lên xe bông lần nữa với điều kiện. Điều kiện gì? Bà cứ nói. Bảo mụ Trần Thị Dậu, còn ông Trần Văn Bụp và Tạ Thị Miêu phải lạy tôi 100 cái. Lạy liền, em lạy chi liền đây? Đúng là vợ tao về rồi, chỉ có bà mới biết tên họ của cha mẹ bà Dậu. Bà đồng làm sao biết được? Thì đã bảo là lên đồng mời người chết về chứ lên đồng biết gì đâu. Ngày đám cưới, mụ Dậu phải mặc cái áo dài màu tím của tôi, nhớ chưa? Đúng là vợ tao về thật rồi, làm sao bà đồng biết vợ tao có cái áo tím được? Chưa biết, ông phải lo thay viên gạch ở sàn bếp cho tôi, nó bị bé rồi. Bà đồng này linh thật. Hôm nay là 30 Tết, con ở nhà dọn dẹp cho sạch sẽ để đón xuân, đừng đi chơi nữa nhé. Vâng ạ, một năm con ở nhà một ngày cũng được ạ. Quỳnh ơi, bữa nay tao không đi chơi, đừng có rủ. Tao không rủ mày đi chơi, tao chỉ báo một chuyện buồn cuối năm cho mày. Mày dặn tụi tao ở đâu có chuyện đau buồn thì phải báo cho mày, nhớ chưa? Ừ nhớ, nói đi. Chồng bà Tẻn chết, không có tiền lo ma chay, tội nghiệp lắm. Sao ông Tén không đợi ăn Tết xong rồi hắn chết? Chết vội thế này con cháu làm sao ăn Tết? Theo tục lệ, người ta không để người chết trong nhà trong những ngày Tết, xui xẻo cả năm. Nhưng bà Tén không có tiền, làm sao cho ngỗng hôm nay được? Tao có cách để bà Tén cho ngỗng hôm nay. Hôm nay được. Mày tự đi, tao không có rủ à? Mợ mày la đừng có đổ thừa cho tao à. Mợ ơi, ông Quỳnh biến mất rồi. Thôi, con dọn dẹp nhà cửa đi. Thế nào đến giao thừa nó cũng phải về. Mợ sẽ lì xì cho nó một trận để mừng xuân mới. Cô Đồng có nhà không ạ? Mày đến đòi tiền lì xì, không lì xì thì mày mét ông Lý phải không? Bà nói đúng ý con, nhân sai ở chỗ.
Con đòi lì xì, con nhờ bà giúp một chuyện. Không giúp con mát ông Lý. Giúp thì gì cũng được, miễn khỏi lì xì là tao chịu. Ông tẻn chết, bà làm thế này nhé. Thôi mày ơi, tao không làm thế đâu. Vậy thì con đi mát ông Lý, vụ bà rình nhà ổng. Thằng Kỷ, để tao làm. Cô Đồng làm gì vậy? Không biết, tự dưng tôi muốn lên Đồng ở đây. Là có người chết. Mau chôn nó trong ngày này, để người chết trong làng vào ngày Tết. Sang năm cả làng sẽ thì nhau mà chôn người chết. Phải chôn cất đó thật long trọng thì làng mới thoát tai họa. Ông Lý ơi, cô Đồng nói như vậy đó, ghê quá. Sao không chôn ổng đi? Tiền đâu mua hồn, tiền đâu mua đồ cúng, tiền đâu mời sư tụng kinh, tiền đâu mua huyệt, hu hu. Ra lệnh cả làng phải đi điếu ông tẻ ngay, nhà nào cãi lệnh chết với ta. Cha mẹ ơi, đám ma ông tẻ lớn hơn đám ma ông Phú Hộ Béo. Kệ, điếu ổng vài đồng để tránh được cái rủi. Tiếc đứt ruột, nhưng biết sao hơn. Bà ơi, họ đi điếu nhiều tiền lắm. Cha mày thương vợ con ghê, chết rồi mà còn tìm cách gây vốn cho vợ con. Ông Vĩnh, ra xem người ta đốt pháo hoa đón giao thừa kìa. Đừng có chọc quê cuối năm mà. Thầy xem lại phong thủy nhà tôi có bị phạm gì không, mà dạo này trong nhà bị suối quẩy lắm, tiền ra ào ào, đứt cái ruột. Đúng rồi, ông đặt cập kỳ lân ở đây mất tiền là phải rồi. Ông phải đặt ở đây này. Đặt cặp kỳ lân chỗ này, bảo đảm tiền sẽ vào nhà ông như nước. Chúng mày đâu, lên khiên. Không được, phải tìm một người tuổi hợi khiên mới được. Người khác khiên thì ông mạt luôn. Tuổi hợi thì thiếu gì, nhưng làm sao một mình nó khiên được. Khó là ở chỗ đó. Ông ráng tìm người tuổi hợi thật khỏe mạnh để làm việc này, tuyệt đối không cho người khác khiên. Ai nhỉ? Cần tuyển một người tuổi hợi khỏe mạnh, làm việc một buổi, trả tiền một tháng. Tôi biết, cho tôi một đồng tôi chỉ người ấy cho. Đội Huê Hồng hơi cao nhưng không sao, tiền nè. Ở cuối làng tre có thằng heo tuổi hợi, khỏe như thiên lôi đó. Gọi nó đến cho ta. Heo, ông Lý nhờ mày có trả tiền đấy. Ông Lý nhờ việc mà trả tiền à? Chuyện này lạ đây. Mày khiêng hai con kỳ lân đặt ở chỗ kia, trả mày hai đồng nè. Ôi, ông Lý tốt ghê. Đồ khờ, hai con kỳ lân này khiêng phải tới 5 đồng là ít. Lần đói nhẹ heo. Hê hê, chẳng có thế mà mình được 2 đồng. Anh còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa đấy. Làm thế nào? Làm thế này. Ờ ha, lão bóc lột của người nghèo, giờ mình bóc lột lại, Huệ. Về chỗ cũ nhé. Ói, hai con kỳ lân lại chạy về chỗ cũ. Ghê quá. Gọi thằng heo lại khiên chúng qua. Nè, một đồng nè. Một đồng, rủi cặp kỳ lân chạy nữa tôi không khiên đâu đấy. Bộ mày trù chúng chạy nữa hả? Kỳ lân chạy tới chạy lui là linh lắm, làm sao biết nó sẽ không chạy nữa. Chúng sẽ không chạy nữa, một đồng thôi. Hả? Chúng chạy ra tuốt ngoài đường. Gọi thằng heo. Ba đồng mới khiên. Quỷ, ba đồng cũng được, khiên đi. Rồi đó. Gọi lão thầy để lấy lại cho ta. Ông bảo khiên cặp kỳ lân ra đó thì tiền sẽ vào. Không thấy tiền vào đâu cả, mà thấy ngày nào cũng tốn mất mấy đồng. Vậy đó, ông chịu khó khiêng qua khiêng lại một thời gian, chúng sẽ yên vị thôi. Cặp kỳ lân này quá linh nên mới như thế. Có tiếp tục chọc chúng chạy nữa không, Quỳnh? Ngừng lại, làm quá người ta nghi. Để chớ một thời gian hãy tiếp. Tính lại thằng heo đã lấy của ta gần 10 đồng, ta phải tìm cách lấy lại.
heo đến làm cỏ vườn cho ta, ta sẽ trả tiền. Xong rồi ông cho con tiền đi. Đợi vài ngày nữa đã, hết mày làm ẩu, cỏ sẽ mọc lại, tao không trả tiền. Nếu cỏ không mọc lại, tao mới trả tiền. Ổng tìm cách quỵt tiền của anh đấy, thế nào cỏ cũng mọc lại, không thế nào làm cho cỏ không mọc lại cả. Đúng rồi, chỉ cần một trận mưa là cỏ mọc lại ngay. Tội công tao rồi, làm cỏ đám ruộng của ổng mấy ngày, mệt muốn chết. Thì anh cho cặp kỳ lân chạy, lấy lại tiền. Ông ơi, cặp kỳ lân leo thuốc lên nóc cổng ngồi rồi kìa. Trời, cặp kỳ lân này nghịch quá, gọi thằng heo. Thôi không làm đâu, leo thuốc lên đó khiêng chúng xuống, nguy hiểm lắm. Tao trả 5 đồng, làm không? Không làm, con sợ té lắm. Không làm thì thôi. Ổng không trả thêm tiền làm sao đây? Để cho em. Em sẽ bắt ổng cho anh một số tiền nữa, đủ để anh mua một chiếc ghe để đánh cá, rồi mình chấm dứt vụ này. Ông ơi, có một ông tàu đòi gặp ông. Chuyện gì? Tôi đâu có quen ổng. Tôi muốn mua cặp kỳ lân của ông bán không? Ôi, lão tàu này biết đây là một cặp kỳ lân linh nên muốn mua, mình phải bán thật cao để bù lỗ. Tôi bán 100 đồng, mua không? 100 đồng cũng được, nhưng với điều kiện là cặp kỳ lân này phải đặt ruột, lóng ruột thì tôi không mua. Bảo đảm với ông là chúng đặt ruột. Mang xuống cho tôi xem thử đi. Chúng mày kinh nó xuống, không cần thằng heo nữa. Khoan, ông nào tuổi hợi mới được khiêng, người khác tuổi hợi động vào nó tôi không mua. Là nhỉ, cặp kỳ lân này hợp với tuổi hợi vậy à? Thằng te tuổi hợi đó ông ơi. Hợi thì hợi chứ con nhắc con mèo còn không nổi, làm sao con khiêng cặp kỳ lân đá đó được. Hừ, ăn cho lắm vào mà vẫn cứ rộp. Gọi thằng heo trả nó 10 đồng. Hề 10 đồng thì khiêng. Một con, hai con. Nè, 10 đồng nè. Đó, ông xem đi. Ổng đâu rồi? Ổng chạy mất tiêu rồi, ông ơi. Ổng xí gạt tao, ổng chọc tao. Đập nát cặp kỳ lân này cho tao, để chúng trong nhà, hy vọng có tiền. Ai dạy hao quá, đập đi.